cái xoong để kho cá đó à? Hả? Xoong nào? Cái xoong nhà mày hay kho cá ấy. Nuôi mấy ở đây á, nuôi áp suất đấy á. Ừ. Nhà mày hay kho cá bằng gì? Đó, cái xoong đấy dạo này cái kho bằng áp suất mẹ tao hay. Cái đồ áp suất đâu? Sao làm gì? Cắt lệch về một bên. Cần cắt đôi nhỉ? Để to vậy nhỉ? Ừ? Để to vậy nhỉ? Con bố mày bảo con nồi gì mà? Nồi cung điện nhỉ? Đấy cái nồi cung điện chụi đấy đấy. Vừa kho ít nhưng mà có riềng không? Riềng đó riềng say rồi. Không có riềng lát à? Thế nói chuyện luôn. Mang ít chè xanh này. Lá chè á? Ừ. Tao bốc cái chú đi chè xanh. Nhiều chè không? Tí này bốc hẳn hẳn hoi nào. Cho luôn là xong cái gì? Ừ. Cũng nhiều nhiều thì chỉ không? Cái lòng đôi thì sao rồi? Rồi.
Rồi, đăng.